Sốt Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em. Thì hôm nay là em lại xin giới thiệu cho các bác một cái dòng loa DAIQ92, là dòng loa cao cấp nhất hiện cơ sở em vẫn đang cung cấp cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay như các bác yêu cầu thì em lại làm một cái video để hướng dẫn cho các bác về cách sử dụng loa DAIQ92. Thì các bác nhận một chiếc loa DAIQ92 về như này các nhá. Đấy, thì các bác bóc ra, bóc vỏ bao bì ra là nó sẽ có một cái loa có hộp vỏ hộp nguyên bản như này. Thì các bác về là các bác mở ra cho em các bác nhé. Đây, mở ra. Đây, mở ra thì nó có một cái tờ hướng dẫn là bên shop sẽ tặng cho các bác như này, là bằng tiếng Việt các bác nhé. Đấy, nếu như các bác nào mà chưa sử dụng hoặc là chưa biết cách sử dụng thì các bác cũng có thể xem qua về cái tờ giấy này thì các bác cũng biết cách sử dụng thôi. Đây là hướng dẫn trên điều khiển các bác nhá. Đấy, tờ này hướng dẫn trên điều khiển. Thì em sẽ để đây để hướng dẫn cho các bác. Thì cái tờ giấy này thì bằng tiếng Trung thì anh em mình không dùng đến. Đấy, và một cái đầu điều khiển đây. Điều khiển này thì nó chạy bằng pin điện thoại các bác nhá. Đây, pin điện thoại đây. Thì các bác về các bác tháo đít ra, các bác lắp vào trong cho em. Lắp vào thì các bác ấn vào đây. Ở trên đỉnh này, trên này rìa, cạnh này rìa các bác nhá. Thì nó có một nút ấn lên và nút xuống. Thì các bác ấn lên cho em. Thì nó có nút màu xanh này là sẽ mở, là sẽ điều khiển được của loa rồi. Đấy. Và nút nếu các bác không dùng đến thì các bác tắt lại là ok. Và chỗ chân này là chân sạc. Sạc là sạc 5V các bác nhá. Đấy, còn cái pin điện thoại này thì các bác có thể dùng pin của điện thoại đen trắng là dùng ok nếu như các bác bị hỏng. 3,7V ở điện thoại 3,7V. Và đây là cái sạc, đây thân chính của loa các bác nhá. Đây, thân chính của loa thì nó là bằng nhôm rồi. Hợp kim nhôm màu đen, trên đỉnh có 3 núm các bác nhá. Đấy. Rất là chắc chắn, các khi bác kéo anten lên. Đấy, điều khiển thì các bác kéo anten lên. Đấy, và đây em cũng hướng dẫn luôn, đây là cái sạc của cái điều khiển. Thì các bác nếu như các bác mà chưa có cái chân sạc của cái điện thoại thì các bác có thể cắm sạc qua loa. Đây, một chân của nó cắm vào đây các bác nhá. Đây, cắm vào đây. Khi cắm vào đây các bác cắm sạc vào đây các bác nhá. Đây, cắm sạc vào đây luôn. Đấy, cắm vào đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì các bác phải mở loa. Đây, mở loa này lên. Đấy, có nút đỏ này bắt đầu sạc vào, điện vào. Các bác nhá. Đấy, điện bắt đầu vào, báo đỏ điện vào. Nếu như còn các bác chưa mở loa là không sạc được loa, không sạc được điều khiển. Và đây là cái thân cái này là cái gọi là chân sạc của cái máy này. Thì cái máy này là cái chân sạc này là dùng riêng cho cái máy DAIQ92 các bác nhé. Ngoài ra không dùng được các máy khác vì cái nguồn điện của nó là 9V. Các bác có thể nhìn kỹ đây là nguồn điện 9V. Cái này thì các bác một đầu các bác cắm vào nguồn điện 220V. Còn một đầu các bác cắm vào đây. Đây, chân sạc cắm như này các bác nhé. Đấy là sạc. Thế thì em sẽ hướng dẫn từ từ cho các bác tham khảo. Thì về các bác tháo hết ra thì các bác nhấc cho em cái vỏ hộp này lên. Trên dưới cái vỏ hộp này là có một cái túi màu dàn di, nó bằng màu dàn di để đựng cái loa các bác nhá, để xách đi rừng. Đấy, để xách các bác sẽ đi rừng, các bác sẽ sử dụng đến. Đấy, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác là cái cách sử dụng trên cái điều khiển cũng như loa. Thì đây cái thẻ nhớ thì bên em bán riêng không nhá. Thì các bác đây, thẻ nhớ để bán riêng. Thì cái loa này thì các bác đây cái chỗ thẻ nhớ là các bác cắm vào đây không nhá. Đây, cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây. Thì đầu tiên em cũng hướng dẫn cho các bác luôn. Trên này có 3 núm này, là một cái núm này mở nguồn, cũng là vôn mở nguồn, cũng là tắt nguồn. Đấy. Mở nguồn cũng là to nhỏ ở đây luôn, các bác xoáy hết cỡ là sẽ to hết cỡ. Mà các bác xoáy nhỏ nhỏ lại thì sẽ xoáy lại là nhỏ. Nút này là nút bát và nút này là nút check không nhá. Đây, bát check. Một nút bát, một nút check, một nút check, nút bát. Đấy. Và trên cái những cái nú con này thì một cái nú này là nút play. Play với các bác về bác cho thẻ nhớ này, các bác mở nguồn lên, các bác ấn vào đây là nó sẽ kêu luôn. Đấy. Và nó sẽ kêu. Đấy.
Nếu các bác ấn lại một cái nữa là tạm dừng, hoặc là các bác sẽ sử dụng cái loa này. Đây, ví dụ ấn cái đây, các bác khi nào ấn đây các bác nhá, đây nút bỏ like đây, ấn thì nó cũng tự, mà ấn lại sẽ tạm dừng các bác nhá. Nút thứ hai là nút lùi bài, đây nút sát cần anten này, ví dụ ấn vào đây là nó sẽ chuyển lùi bài. Đấy, lùi bài. Đấy, nên là anh em yên tâm. Đây, ví dụ ấn vào đây là chuyển bài tới. Đấy, chuyển bài tới. Đấy, thế ấn vào đây thì sẽ lùi bài. Đấy. Thế còn các bác ví dụ, cái nút này là nút chuyển đài ấy FM ghi âm. Nút này nút ghi âm các bác nhá. Nút là nút ghi âm, còn nút này là nút đài FM. Đấy, nút là nút đài FM này. Sát này cần FM, còn nút là nút ghi âm. Thì hai nút này thì các bác không cần dùng đến. Đấy, nếu trừ giả các bác muốn ghi âm hay đài FM thì các bác mở đến. Em sẽ hướng dẫn từ từ hôm nay. Thì còn về đằng sau các bác nhá. Đây là chân sạc này. Còn đây là cái chỗ mà các bác có thể cắm qua điện thoại sang. Đấy. Đây là cái USB. Cái chỗ lỗ cắm USB. Đây cắm thẻ nhớ đây. Đấy, và trên có đúng 4 nút đèn báo này thì các bác có thể sạc pin. Sạc pin này thì khi nào cái bóng màu xanh này nó đầy là nó báo màu trắng các bác nhé, màu xanh là đầy. Thế khi nó còn một nút màu đỏ này là nó yếu pin dần, là sắp hết pin. Đấy, mấy nút này như vậy các bác nhé. Nguồn điện này như thế. Thì đây em sẽ hướng dẫn cho các bác một cái tờ đây. Trên tay điều khiển các bác nhé. Cái nút trên lùi này, đây nút ở dưới cùng, nút trừ này là nút cho nhỏ âm lượng các bác nhé, cho nửa âm lượng. Và nút to này, vô cộng trên cái núm bò lai này là nó cho âm lượng lớn. Đấy. Thế còn cái nút đây là nó có vớt bài lùi. Đây là nó, các bác ấn trên điều khiển, ấn một cái là nó sẽ chuyển hết các bài, nó sẽ chạy vòng quanh. Đấy. Nếu mà các bác ấn một cái nữa thì nó thành có nghĩa là vớt lại một bài, hát mãi một bài các bác nhá. Đấy. Và nốt này thì chuyển hệ, vị đài FM hay đài gì nó sẽ chuyển hệ. Đấy thì các bác không dùng đến. Thế còn cái nút này là nút lùi bài. Nút này nút tiến bài các bác nhá. Đấy, nút này tạm dừng sẽ tốt ở đây rồi. Đấy, và cái nút này các bác nhá. Đây. Nút này thì là nó là nút ghi âm các bác nhá. Ghi âm. Đấy, còn cái nút trên dưới số 9 này là cái nút mà ấn một cái thì nó sẽ báo trên cái thẻ nhớ này có bao nhiêu file. Đấy. Nên là nút này thì cũng là nút im lặng các bác nhá. Nút là nút im lặng. Nó gần như là kiểu nút tạm dừng, sit stop ấy. Đấy, nên là nút này thì là nút chuyển hệ các bác nhá. Chuyển tần số âm thanh. Đấy, nên là nó chỉ có mấy nút này thôi. Thế còn số 0, số 1, số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này là các bác ấn. Vì ấn trên cái loa này chẳng hạn. Vì các bác đây đang đây nha, tạm dừng này. Đấy. Thì đang ở bài số bao nhiêu. Đầu tiên là các bác có thể về tạm dừng này. Đấy, các bác ấn bài số 1. Đây, bài số 1 là cái bài số 1 này. Là tiếng nhái này. Đấy. Thế ấn bài số 2 chẳng hạn. Thì là đây tiếng bài 2 là nó sẽ chuyển bài này. Đấy, tiếng bịp này. Ấn bài số 3 các bác nhá. Đấy, số 3 này. Đấy. Cũng tiếng bịp này. Thì các bác có thể nhớ bấm từ 1 cho đến bài bao nhiêu, cứ chuyển bài dần. Thì đầu tiên nó sẽ hiện lên đây, xong bắt đầu chạy dây. Thì các bác sẽ biết rằng cái máy này có bao nhiêu file. Ví dụ file tiếng bìm bịp là sai file số mấy. Thì các bác có thể đi sử dụng vào cái loa này. Thì các bác ấn trực xếp lên số luôn. Ví dụ bài 35 là tiếng gì chẳng hạn, tiếng bìm bịp hay tiếng nhái, thì các bác bấm số 3, số 5 là nó ra. Là các bác cứ nhớ trong đầu. Hoặc là các bác có thể ghi ra giấy thì rất dễ sử dụng. Thì các bác không các bác bấn dò là rất là lâu các bác nhá. Đấy, nên là bên shop thì cũng các bác mua hàng bên shop thì shop sẽ tặng một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt như này. Đấy, nên là để các bác sử dụng cho nó yên tâm. Nên là các bác mua thì alo cho shop để đặt hàng theo ba số này các bác nhá. Số điện thoại là luôn luôn
shop, có Zalo. Các bác nào chưa hiểu hay là có ý kiến gì thì cứ comment ở dưới hoặc là alo cho shop, shop sẽ tư vấn cho các bác nhiệt tình, được không nhá. Rất mong là các bác xem kỹ video và ủng hộ shop. Một cái video rất là ngắn hướng dẫn cách sử dụng loa bẫy chim Q92 các bác nhé. Cũng rất mong các bác sẽ ủng hộ. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.